Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ ba của Khi đồng minh tháo chạy của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Lá bài tẩy. Từ thế thủ chuyển sang thế công, ông Nixon lại đi một nước cờ cao hơn, đó là cứ đổ dầu thêm vào lửa. Ông thổi phồng ngay cái hy vọng hòa bình cho lớn hơn, vì biết rằng chính ông Thiệu sẽ làm nó xẹp. Chắc chắn ông sẽ có lợi khi cử tri Mỹ vỡ mộng, hoài nghi lá bài hòa bình của Johnson. Trong một cuộc meeting lớn tại Madison Square Garden, New York, đúng vào ngày ngưng oanh tạc, Nixon tuyên bố rằng ông sẽ không nói bất cứ điều gì có thể phá vỡ cơ hội đưa đến hòa bình, và ông tin rằng việc ông Johnson ngưng dội bom sẽ mang lại một vài tiến bộ tại hòa đàm Paris, nhóm họp vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Thật ra, Nixon thừa biết là ông Thiệu sẽ không tham gia, nên ông giăng lưới cho Humphrey và Johnson rơi vào. 3 ngày trước cuộc bầu cử, áp lực của Johnson gia tăng. Ông gửi một thông điệp riêng cho ông Thiệu thúc giục. Chúng ta không nên bỏ nhau trong giờ phút nghiêm trọng này. Lá bài chót của ông Thiệu. Lá bài chót của ông Thiệu là bài diễn văn ông dự định đọc vào ngày lễ Quốc Khánh, mùng 1 tháng 11, ngày lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm. Ông Thiệu dự định đọc diễn văn trong một phiên họp lưỡng viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa vào mùng 1 tháng 11. Buổi chiều hôm trước, nhân dịp lễ Quốc Khánh, ông mở một tiệc tiếp tân khoản đãi ngoại giao đoàn tại Dinh Độc Lập. Nhớ lại buổi đó, ông kể chúng tôi nghe hồi 1977, không thấy ông già băng cơ nói chuyện với ai hết, mà cứ đến chỗ tôi nói về bài diễn văn tôi sắp đọc ngày mai. Băng cờ hỏi nhiều lần là mọi việc im xuôi cả chứ thưa Tổng thống. Tôi trả lời, cố nhiên, mọi việc đều im xuôi. Băng cờ lấy làm hài lòng và nâng ly chúc tụng tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông báo cáo về Washington là ông Thiệu sẽ tuyên bố trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội là Việt Nam Cộng Hòa sẽ tham gia các cuộc hòa đàm Paris. Riêng ông Thiệu thì đã dùng mọi cách để giấu cho kín nội dung bài diễn văn. Ông tự viết lấy bản thảo rồi cho 3 người thư ký khác nhau đánh máy, mỗi người đánh một số trang chẳng theo thứ tự nào, để không người nào có thể đọc được tất cả bài diễn văn, họ lại ở luôn trong dinh hôm đó không được đi đâu. Sáng thứ Bảy, 1 tháng 11 năm 1968, một buổi sáng êm ả ở Sài Gòn, khí trời khô ráo và dễ chịu vì mùa mưa vừa hết. Ông Thiệu kể lại là trên đường từ Dinh Độc Lập tới Quốc hội, ông hết sức lo ngại. Có thể ông sẽ bị CIA ám sát nếu Johnson và Humphrey biết trước được là ông sắp sửa phản phé và bác bỏ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ, ngầm phá hoại cơ hội thắng cử của Humphrey. Và nếu họ muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi, rồi sau đó cứ đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính là xong. Ông Thiệu kể lại. Nếu tình hình ở miền Nam trở nên rối ren thì lại càng dễ bề biện minh cho việc ngưng oanh tạc và khởi sự đàm phán với Bắc Việt. Ông Thiệu cũng biết rằng, một khi ông đã tới được tòa nhà Quốc hội và đọc diễn văn công khai loan báo quyết định của mình rồi thì hết phải lo. Ông sẽ tránh được những thảm họa có thể xảy ra nếu như người Mỹ quyết định lật đổ ông. Ngồi sừng sững ngay hàng ghế đầu trong Quốc hội, đại sứ Bunker có vẻ thoải mái và luôn tủm tỉm cười. Sau cả tháng giằng co với phía Việt Nam Cộng Hòa, khi ông Thiệu tới, máy quay phim của 3 hệ thống truyền hình Mỹ đều hướng vào ông và cử tọa đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Mọi người nghiêm chỉnh chào quốc kỳ. Khi bắt đầu nói, ông Thiệu tỏ vẻ xúc động rõ rệt, nhưng cương quyết. Sau phần mở đầu ngắn ngủi, ông cất cao tiếng nói, bằng một giọng đanh và sắt, ông đòi Bắc Việt trực tiếp đàm phán với Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng sẽ chỉ tham gia như một phần của phái bộ Bắc Việt mà thôi, nhấn mạnh từng chữ ông nói. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể tham dự những cuộc hòa đàm sơ bộ hiện nay tại Paris. Cả quốc hội nghe đến đó đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay thật lâu, đèn chiếu và máy quay phim bỗng đổ dồn về phía băng cờ. Sau này ông Thiệu kể lại, tôi còn nhìn thấy rõ là băng cờ lúc ấy cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không được. Ông toát cả mồ hôi ra, nhìn gương mặt ông, tôi không khỏi ái ngại, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được. Tôi không thể chấp nhận tình trạng có thể đưa mình tới chỗ liên hiệp với Cộng sản.
Bài diễn văn của ông Thiệu kéo dài 27 phút và bị những tràng pháo tay làm gián đoạn 18 lần. Quyết định này của ông đã làm một tin quan trọng. Bài diễn văn ngày Quốc Khánh năm 68 của ông Thiệu là một nước cờ then chốt từ một mưu lược do chính Nixon thúc đẩy. Tờ Washington Post đăng tít hàng đầu năm Việt Nam tẩy chay hòa đàm ngày 6 tháng 11. Và phần tin tức của bài báo ghi rằng hậu quả hành động của Thiệu là làm người ta nghi ngờ về những nước cờ của Mỹ nhằm mở cuộc thương thuyết với Cộng sản để chấm dứt chiến tranh. Ngày bầu cử tổng thống là thứ ba, mùng 5 tháng 11 năm 68, như sử gia nổi tiếng Theodore White đã nhận định trong cuốn Việc tạo dựng nên ngôi vị tổng thống. Giả như hòa bình đã hiển nhiên như một sự thật trong 3 ngày chót của cuộc bầu cử năm 68, thì Humphrey có thể đã đắc cử, có thể ông ta đã là một tổng thống thiểu số, nhưng dù sao cũng là tổng thống. Thế nhưng qua những xáo trộn của 3 ngày chót đó, người ta thấy rằng vụ ngưng ném bom bắt đầu sáng thứ 6 chắc không thể nào ngưng được máu người Mỹ vẫn đổ ở Á Châu. Và dư luận quần chúng đang thuận lợi cho Humphrey bỗng nhiên lại ngã về phía Nixon. Nixon thắng cử chỉ có 43.4% tổng số phiếu toàn quốc so với 42.7% cho Humphrey, hơn nhau chỉ nửa triệu phiếu. Nếu tính cho tròn theo phương pháp thống kê thì mỗi người được bằng nhau là 43%. Dư luận cho rằng nếu như ngày bầu cử nhằm vào thứ Bảy hay Chủ nhật, tức là ngay sau ngày ngưng oanh tạc, thì có thể Nixon đã thua, nhưng giá như ngày bầu cử được tổ chức một tuần lễ muộn hơn nữa, thì Nixon có thể còn thắng từ 1 triệu đến hơn 5 triệu lá phiếu. Sau này, chính Tổng thống Johnson đã xác định trong cuốn hồi ký của ông The Vantage Point rằng, ngày 1 tháng 11 năm 68, sau khi cho hay là sẽ đi dự hòa đàm Paris, nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa lại quyết định không tham dự. Tôi tin chắc rằng sự việc đó đã làm cho ông Humphrey thất cử. Bắt chanh bỏ vỏ. Nếu như tin ông Nixon thắng cử làm cho ông Thiệu hài lòng đôi chút thì nó cũng chỉ là trong chốc lát. Đại sứ Bunker và cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vô cùng bực tức về ông. Ông Thiệu cũng cảm thấy rằng mình đã hơi quá tai. Ngày 12 tháng 11 năm 68, Tổng trưởng Quốc phòng Clark Clifford công khai cảnh cáo ông Thiệu rằng nếu ông không tham dự hòa đàm Paris, Hoa Kỳ sẽ hành động một mình và không cần đánh ông. Tờ New York Times thuật lại việc ông Clifford đã không đè nén được nổi giận về việc ông Thiệu đã chống lại cuộc đàm phán vào giây phút đó. Ở Sài Gòn, lời cảnh cáo của Clifford được giải thích là Johnson đang nổi sùng với ông Thiệu và có thể quyết định lật đổ ông. Ông Thiệu kể lại, nếu Johnson lật đổ tôi trước khi Nixon nhậm chức thì cái đó hẳn là một giải pháp êm đẹp nhất cho Nixon. Ông ta sẽ khỏi phải đích thân lật đổ tôi. Tôi đâu có căn cứ chính sách của tôi vào một cá nhân duy nhất mà vào chính sách của Hoa Kỳ. Tôi biết chính sách của Hoa Kỳ là thương lượng để đạt được một chính phủ liên hiệp ở miền Nam, chứ không phải thắng lợi quân sự. Tôi không bao giờ có ảo tưởng là chính sách Nixon nhằm giúp miền Nam thắng miền Bắc về mặt quân sự. Sau này, khi lên truyền hình đọc bài diễn văn từ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 75, ông Thiệu còn nhắc lại rằng, vào những ngày vô cùng khó khăn năm 1968, áp lực của Mỹ đè lên chúng ta không phải là nhỏ. Việc ông Thiệu lo ngại về đảo chính sau khi Nixon đắc cử cũng không hẳn là không có lý do. Tác giả Seymour Hersh trong cuốn Price of the Power sau khi đúc kết các tài liệu về vụ này cho hay rằng sau cuộc bầu cử 1968, chính ông Kissinger đã báo động cho phía Nixon về mưu đồ của Clark Clifford và cảnh cáo nếu ông Thiệu chịu chung một số phận với ông Diệm, thì tất cả dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Mỹ chắc chắn là chết. Một tuần lễ sau khi bầu cử, ngày 11 tháng 11 năm 68, Nixon tuy đã thắng nhưng chưa chính thức nhậm chức, đã tới thăm Johnson tại Bạch Cung và được hướng dẫn về chính sách đối ngoại. Cuối phiên họp khi bàn về Việt Nam, Nixon tuyên bố, chính phủ Johnson không những có hành động nhân danh chính quyền hiện nay mà còn nhân danh cả toàn quốc và như thế có nghĩa là nhân danh cả chính quyền sắp tới nữa. Khi tin này được công bố,
Báo chí lập tức giải thích câu phát biểu của Nixon là chính Tổng thống tân cử cũng đã bắt đầu làm áp lực đối với ông Thiệu. Và đúng như vậy, chỉ vài ngày sau khi Nixon thắng cử, cố vấn của Nixon là Mitchell đã điện thoại yêu cầu bà Chanel nói với ông Thiệu là nên tham dự ngay các cuộc hòa đàm ở Paris. Bà vô cùng tức giận, cho rằng Nixon đã phản bội. Bà còn nhớ trước ngày bầu cử, Mitchell đã gọi các cuộc hòa đàm ở Paris là giả mạo, xúi ông Thiệu đừng tham dự, lúc nào cũng giục hãy cố thử, mà bây giờ lại trở mặt cho việc gửi đại diện tham dự là quan trọng. Thế nhưng, Nixon đã lên lưng ngựa rồi, bây giờ đâu còn cần ai nữa. Đường ta cứ đi, Nixon trực chỉ phóng tới đích. Kissinger, ông là ai? New York là thành phố không bao giờ ngủ, tầng dãy cao ốc chọc trời, đường phố rộng thênh thang, xe cộ chạy như mắc cưỡi. Mỗi khi phải đi băng qua phố ở những chỗ không đèn báo hiệu là cả một vấn đề khó khăn. Nếu vì lý do gì lại phải đợi có ai đi qua để cùng theo thì lại càng mất thì giờ. Vì thế mà cậu bé Hans luôn luôn làm như vậy, mới lớn lên mà đã rất cẩn thận. Mỗi khi phải qua phố, cậu luôn chờ xem có đám trẻ nào đi qua thì mới theo sau. Cậu bé di cư từ làng Bavaria. Đầu Thế chiến thứ hai, nhiều người gốc Do Thái từ nước Đức sang tìm tự do tại Hoa Kỳ. Trong đó có gia đình cậu Henry Kissinger. Tên thật của cậu là Hans Alfred Kissinger. Hans đổi ra là Henry từ khi sang Mỹ. Sinh trưởng ở làng Bavaria thuộc vùng Furth ngày 27 tháng 5 năm 1923. Lên 7, làng cậu đã bị đám thanh niên theo Hitler quấy nhiễu. Hans và các bạn trẻ Do Thái bị trẻ con trong làng đánh đập thường xuyên. Cậu sợ đến nỗi là dù đã tới đất của nữ thần tự do rồi mà vẫn luôn luôn nhút nhát, lúc nào cũng giữ thế thủ. Gia đình cậu được di cư sang Mỹ vào tháng 8 năm 1933. Thoát chết vì chỉ 3 tháng sau đó, trong một đêm gọi là đêm pha lê, đoàn thanh niên Hitler cùng quân đội đã ào ạt tấn công một cách man rợ vào cư dân Do Thái khắp nước Đức. Trong số 3.000 dân Do Thái ở vùng Furth, chỉ còn đếm được có 70 người lúc chiến tranh kết thúc năm 1945. Tới Mỹ, gia đình cậu Henry cư ngụ tại New York, sinh hoạt bình thường như những gia đình di cư khác. Ngay từ lúc còn học trung học, Henry tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Trưởng thành, Kissinger đi quân dịch và nhập trại huấn luyện ở tiểu bang North Carolina vào tháng 2 năm 1943. Tới tháng 6 cùng năm, ông được nhập tịch, trở thành công dân Hoa Kỳ. Sau khi giải ngũ, Kissinger được nhận vào Đại học Harvard và đậu tiến sĩ với điểm ưu hạng. Vừa học giỏi, Kissinger lại được một giáo sư nổi tiếng là William Eliot đỡ đầu. Ông Eliot cho Kissinger đảm nhiệm chương trình hội thảo chuyên đề quốc tế Harvard. Chương trình này được tổ chức vào mỗi mùa hè để các chính khách, học giả từ các nước tới trao đổi về các vấn đề quan trọng. Đây là cơ hội quý giá cho Kissinger gặp nhiều yếu nhân từ khắp nơi, và ông bắt đầu được biết đến từ lúc đó. Năm 1957, ông cho xuất bản cuốn sách Vũ khí nguyên tử và chính sách ngoại giao, một cuốn sách được liệt vào hàng bán chạy nhất năm đó. Cuốn sách này phản ảnh tư tưởng của ông về sự xung đột liên tục trên thế giới giữa phe bảo thủ và phe cách mạng. Nhưng làm sao tránh được một cuộc chiến tranh nguyên tử toàn diện giữa Hoa Kỳ và Nga Xô? Ông đề nghị một chính sách chiến tranh nguyên tử giới hạn để theo đuổi một mục đích cũng giới hạn. Đọc cuốn sách này, Nixon và đồ đệ của ông đã rất khâm phục. Cơ hội tiến thân. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 68, ai là người đã cho phía Nixon biết hết những bí mật về kế hoạch của tổng thống Johnson tại hòa đàm Paris? Người đó chính là Kissinger. Ông có nhiều mối liên lạc với những chuyên gia về ngoại giao trong chính phủ Johnson, vì chính ông đã làm tư vấn bán thời gian cho họ về vấn đề Việt Nam. Biết vậy nên ông Allen, trong ban tham mưu về ngoại giao của ứng cử viên Nixon, đã liên lạc với Kissinger để dò xét xem phía Dân Chủ đang mưu tính những chuyện gì về kế hoạch hòa bình. Kissinger liền xác định với Allen là mình có nhiều bạn bè và đồng liêu hiện đang làm việc ngay tại hòa đàm Paris. Tôi có cách liên lạc với họ,
Kissinger quả quyết và ông đã làm như vậy. Phía nước xanh được ông khuyến nghị là phải đề phòng vì Johnson đang chuẩn bị ngưng dội bom và sẽ tung con bài bất ngờ ra trước ngày bầu cử. Trong tập hồi ký, chính nước xanh cũng xác nhận việc này và tiết lộ một văn thư của phụ tá Haldeman thuật lại báo cáo của Kissinger gửi cho ông Mitchell, nói trước mưu lược của Johnson. Nguồn tin của chúng tôi cho việc chống đối ngưng ném bom là không thực tế, nhưng khuyên ta phải để tâm với sự kiện là việc đó có thể xảy ra, nghĩa là ta nên tiên liệu trước việc đó và nhất định là ta phải chuẩn bị cho cái lúc mà việc đó xảy ra. Nguồn tin của chúng tôi vô cùng quan ngại về những nước cờ sắp tới của Johnson và tiên đoán rằng Johnson sẽ có một hành động nào đó trước ngày bầu cử. Bà Anna Chanel kể lại là vào thời điểm đó bà đã không biết rõ nguồn tin của chúng tôi là ai. Mãi về sau này, ông Mitchell mới tiết lộ cho bà tông tích của nguồn tin, đó là Henry Kissinger. Khoảng 12 giờ trước khi Johnson ngưng ném bom, Kissinger đã gọi cho Allen để thông báo một số tin sốt dẻo tại Paris hay ông Harriman và Vance, lãnh đạo phái đoàn Hoa Kỳ tại Hòa Đàm, đã mở rượu sâm banh ăn mừng rồi. Mọi vấn đề liên lạc đã điều đình xong và việc ngưng ném bom sẽ được tuyên bố sớm. Về hành động này của Kissinger, ký giả Seymour Hersh, người nổi tiếng về tiết lộ vụ Mỹ Lai, bình luận, khi đem những thông tin từ Perry cho phía Nixon, không những Kissinger đã lạm dụng tình đồng liêu, nhưng còn phản bội những người mà ông đã từng cộng tác về những cố gắng đàm phán bí mật. Sau khi đăng quang, Tổng thống Nixon đã lựa chọn ông vào chức cố vấn an ninh quốc gia. Nixon viết thẳng ra trong hồi ký của ông rằng, trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, khi Kissinger cung ứng cho chúng tôi những tin tức về việc ngưng ném bom, tôi đã thấy được rõ hơn nữa về sự hiểu biết sâu rộng và ảnh hưởng của ông ta. Tôi có một trực giác mạnh về Henry Kissinger. Trong cương vị cố vấn của Tổng thống, Kissinger chẳng mấy lúc đã nắm được trọn quyền hành về ngoại giao qua mặt cả Ngoại trưởng William Roger. Và sau cùng, ngày 22 tháng 8 năm 73, Tổng thống Nixon còn chọn ông làm Ngoại trưởng thay ông Roger, từ chức ngày 16 tháng 8, và Kissinger đã trở thành người di cư đầu tiên lên tới chức vị này. Quan trọng hơn nữa, ông cũng là Ngoại trưởng đầu tiên kiêm cả chức cố vấn Tổng thống về an ninh. Sau khi Nixon từ chức, ông Ford lên kế vị, lại cũng tiếp tục bổ nhiệm Kissinger kiêm luôn hai chức như cũ. Tới tháng 11 năm 75, ông Ford mới rút lại chức cố vấn. Như Kissinger đã tự thuật sau này là ông đã kịch liệt phản đối việc ấy vì làm cho người ta nghi ngờ về địa vị của ông. Và trong mấy tuần tôi còn có ý định từ chức nữa. Trong 8 năm trời và dưới hai thời tổng thống, ông Kissinger đã nắm toàn quyền về ngoại giao Hoa Kỳ. Chắc chắn lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng trong một thời gian là 6 năm 3 tháng, tức là gần 1/3 thời gian tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger đã đóng vai trò then chốt trong cả việc Mỹ tháo gỡ và việc Mỹ bỏ chạy ra khỏi miền Nam. Chuyên gia tư vấn từ Dân Chủ sang Cộng Hòa. Tư vấn cho đảng Dân Chủ. Đầu thập niên 1960, Kissinger theo đảng Dân Chủ và được làm tư vấn bán thời gian cho Bộ Ngoại giao về vấn đề Âu Châu thời Tổng thống Kennedy. Tới thời Tổng thống Johnson, ông còn tư vấn thêm cả về vấn đề Việt Nam, đặc biệt là trong một công tác được gắn hiệu là Pennsylvania, trong khi tham dự nhiều hội nghị quốc tế tại Paris. Kissinger có gặp một nhà vi trùng học người Pháp tên Herbert Markowitz. Markowitz cho biết ông có người bạn, một kỹ sư tên Raymond Albright, là chỗ quen biết với ông Hồ Chí Minh. Rất bén nhạy, Kissinger về Washington thuyết phục các cấp trên của ông dùng Albright làm đường dây với Hà Nội để điều định. Chính phủ Johnson đồng ý, và ngày 21 tháng 7 năm 67, hai người Pháp cùng với Kissinger bay ra Hà Nội gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và đó là Pennsylvania, nguồn gốc của Hòa Đàm. Tháng 5 năm 68, Seurat Vance, đại diện Hoa Kỳ, và Hà Văn Lâu, đại diện Hà Nội, đến họp tại Paris để thảo luận về chi tiết những cuộc hòa đàm về chiến tranh Việt Nam. Tư vấn cho đảng Cộng Hòa.
Khoảng năm 1964, Kissinger đổi sang đảng Cộng Hòa, trước hết là tư vấn cho Nelson Rockefeller, đối thủ của Richard Nixon. Nhà triệu phú Rockefeller, thống đốc tiểu bang New York, đã tuyển ông làm tư vấn về ngoại giao khi ra cạnh tranh với Nixon trong chức ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Thời đó Kissinger rất khinh miệt Nixon, cho ông này là người nông cạn, tham quyền, chống cộng quá khích và có thể đưa Mỹ tới đụng độ nguyên tử với Nga, Xô và Trung Cộng. Ông còn nói phe chống Nixon trước ngày họp đảng, con người Nixon đó không thích hợp để làm tổng thống. Để thuyết phục ông thêm, trong ngần ấy những người ra tranh cử, Richard Nixon là con người nguy hiểm nhất nếu trở thành tổng thống. Thế nhưng, tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 8 tháng 8 năm 68, ông Nixon được đảng lựa chọn. Khi thấy Rockefeller thất bại ngay lần bỏ phiếu đầu với số phiếu 277 so với 692 cho Nixon, Kissinger vô cùng buồn bã. Người ta kể lại rằng ông đã khóc. Ông còn nói, cái ông đó hả, ông ta không có quyền để cai trị. Nhảy sang tư vấn cho Richard Nixon. Khinh miệt Nixon như vậy mà khi ông này vừa được đảng Cộng Hòa tuyển chọn, Kissinger xoay chiều ngay, dù biết rằng Kissinger coi thường cấp trên của mình, ban tham mưu của Nixon cũng nhận ra tài năng của ông ta. Chính ông Nixon cũng biết về thái độ thù nghịch của Kissinger, nhưng ông cho rằng đó chỉ là chuyện chính trị trước bầu cử. Phía Cộng Hòa liền đề nghị Kissinger cộng tác để làm việc cho đảng trong kỳ tuyển cử tới. Kissinger vui vẻ quá sức, người ta cho đây là cơ hội chủ nghĩa ở đỉnh cao nhất của nó. Lúc đó Nixon đang cần có một nhà tư tưởng, nhà quân sự. Là một luật sư tuy có nhiều kinh nghiệm thực tế về chính sách vì đã làm phó tổng thống thời Eisenhower, nhưng ông Nixon thiếu cách diễn tả lưu loát về ngoại giao và những quan niệm về cơ cấu quy mô của chính trị toàn cầu. Về điểm này, chúng tôi cũng có nhận thức phần nào khi nghe ông Nixon tranh luận với ông Kennedy vào lúc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 60, ngồi trong văn phòng giải trí dành cho sinh viên Đại học Virginia. Tôi được xem cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tại nước Mỹ trên truyền hình. Tuy là TV đang trắng và nhỏ xíu. Chắc là ông Kennedy có những cố vấn ở Đại học Harvard luyện cho trước cuộc tranh cãi, nên ăn nói lưu loát và bình luận về ngoại giao ở tầm lý thuyết cao. Còn ông Nixon thì mắt cứ chớp chớp chỉ chống chế cho thành tích ngoại giao dưới thời Eisenhower, sau cùng Nixon đã thất cử năm đó. Tư vấn cho hai đảng một lúc. Trong kỳ bầu cử năm 68, khi Henry Kissinger ngấm ngầm làm việc với phía Cộng Hòa qua Richard Allen, ông lại tiếp tục cộng tác phía Dân Chủ. Tác giả Seymour Hersh trong cuốn The Price of Power có dẫn chứng là Ted Van Dyke, viên phụ tá thân cận của Humphrey, có xác nhận chính ông đã là người tiếp nhận bức thư Kissinger viết cho. Kissinger vừa chỉ trích Nixon vừa xin tình nguyện làm việc với chính phủ Humphrey. Trong một cuộc điện đàm với Brzezinski, Kissinger cho biết là ông có thể đưa cho xem cả hồ sơ riêng của Rockefeller về Nixon. Theo như lời Kissinger, đó là những hồ sơ nhơ bẩn của Nixon. Và ông cứ đi hàng hai như vậy cho tới giữa tháng 9, khi những cuộc thăm dò dân ý cho biết Nixon đã bỏ xa Humphrey. Lúc đó ông mới tỏ rõ thái độ nghiêng hẳn về Nixon. Khi Brzezinski gọi điện thoại tới văn phòng Kissinger để hỏi xin hồ sơ này, cô thư ký trả lời, như ông đã biết, tiến sĩ Kissinger bây giờ đang làm việc cho ông Nixon rồi. Và từ đó phía Humphrey không nghe thấy gì về hồ sơ nhơ bẩn của Nixon nữa. Vào đầu thập niên 1990, khi tôi có dịp quen biết với Richard Allen, trước đó là cố vấn an ninh cho Tổng thống Reagan, trong cương vị là thành viên của Hội đồng Quản trị Trung tâm Nghiên cứu Á Châu, do Allen làm giám đốc, tôi tò mò hỏi xem ông nghĩ sao về việc đã giới thiệu Kissinger cho Nixon. Allen nhún vai lắc đầu như hối tiếc đã giúp cho tham vọng của ông này. Ngày 27 tháng 11 năm 68, sau khi Nixon thắng cử, ông John Mitchell mời Kissinger tới căn phòng của Nixon ở lầu 39, khách sạn Pure, New York để gặp Tổng thống tân cử. Nơi đây Nixon mời Kissinger làm phụ tá an ninh quốc gia. Vui vẻ quá sức nhưng ông vẫn lộ vẻ ngần ngại,
nói là cần có thời gian để suy nghĩ. Được rồi, một tuần, Nixon trả lời. Kissinger hỏi về ý kiến Rockefeller. Ông này đồng ý để tiến cử đệ tử mình. Ngày 20 tháng Giêng năm 69, Nixon đăng quang dọn vào tòa Bạch Ốc, Kissinger dọn vào theo. Tập thứ 3 đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 4.